Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đang theo dõi chương trình tư vấn luật được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam và trên 365 FM vào khung thời gian phát sóng quen thuộc là 9 giờ và 20 giờ mỗi ngày. Quý vị có thể đến với chương trình bằng cách xem trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam hoặc chúng ta lắng nghe thông qua 365 FM ở tần số là FM 97,5 MHz ở phía Nam và FM 92,7 MHz ở phía Bắc. Và ngoài ra chương trình cũng đang được trực tuyến trên trang mạng xã hội giao thông quốc gia ở địa chỉ là 91.com.vn livestream trên trang này. Và đồng thời quý vị cũng có thể xem livestream trên các fanpage của truyền hình Quốc hội Việt Nam và của 365 FM. Và thưa quý vị, trong khung giờ phát sóng trực tiếp của chương trình tư vấn luật về chủ đề có liên quan, quý vị có thắc mắc thì mời quý vị hãy gọi theo điện thoại đường dây nóng rất quen thuộc và cũng vô cùng dễ nhớ, hai số 0826 365 365 và 0827 365 365 để khách mời cũng như là chuyên gia luật sư tham gia cùng chương trình sẽ tư vấn cho quý vị. Kính thưa quý vị, giao dịch có đối tượng là tài sản chung là loại giao dịch diễn ra phổ biến trên thực tế. Và trong hầu hết các trường hợp, tài sản tham gia giao dịch là bất động sản hoặc đồng sản có giá trị lớn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy rằng tình trạng người đồng sở hữu tự ý đem tài sản chung để xác lập và thực hiện giao dịch mà không có sự ưng thuận của những người đồng sở hữu khác chính là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các tranh chấp liên quan đến loại giao dịch này. Và đáng chú ý hơn, trong vài năm trở lại đây, khi nhu cầu về nhà ở tại đô thị gia tăng, nhiều người đã chấp nhận mua nhà đồng sở hữu vì giá hấp dẫn. Như là một hệ quả thì người mua bị hạn chế quyền giao dịch đối với nhà đất, mọi thủ tục như là mua bán, chuyển nhượng, xin giấy phép xây dựng, thế chấp, ủy quyền hay là thừa kế liên quan đến đều phải được tất cả các người đồng sở hữu ưng thuận. Nếu một trong các bên sở hữu không đồng ý thì việc giải quyết sẽ phức tạp hơn gấp nhiều lần. Và việc bên mua phải khóc ròng vì nhà đồng sở hữu là thực trạng được ghi nhận ngày càng nhiều hiện nay. Thực trạng này cho thấy tầm quan trọng để các bên tìm hiểu những nguyên tắc cơ bản khi giao dịch tài sản chung nhằm tránh các rủi ro và bất lợi. Và hiểu được nhu cầu tiếp cận pháp lý này của quý vị khán thính giả trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trao đổi và giải đáp thắc mắc của quý vị liên quan đến những lưu ý, đó chính là chúng ta sẽ có những giao dịch về tài sản chung, lưu ý như thế nào. Và khách mời sẽ tư vấn cho quý vị ngày hôm nay xin được giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, là trưởng khoa luật dân sự của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chào thầy Đại ạ. Xin chào Hoàng Nhân và xin chào quý vị. Và thưa quý vị, ngay lúc này xin được nhắc lại một lần nữa là tổng đài 0826 365 365 và 0827 365 365 sẽ nhận các thắc mắc của quý vị liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, đó là những lưu ý liên quan đến giao dịch tài sản chung. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ bắt đầu gọi về tổng đài để đặt câu hỏi cho khách mời ngày hôm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại. Trước hết chúng ta cũng sẽ tìm hiểu khái niệm rất căn bản thôi, đó là tài sản là gì và tài sản chung là gì. Bộ luật dân sự có định nghĩa tài sản là gì, cụ thể tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Đấy là cái nội dung đã được khẳng định trong Bộ luật dân sự. Về câu hỏi là thế nào là tài sản chung thì Bộ luật dân sự có quy định là tài sản thuộc sở hữu chung, đó là tài sản thuộc sở hữu có ít nhất hai người trở lên. Cho nên cứ hai người trở lên mà sở hữu một tài sản thì đó là tài sản thuộc sở hữu chung. Thì xin trả lời vắn tắt cái câu hỏi của Hoàng Nhân. Dạ. Vậy thì thưa thầy, là theo quy định của Bộ luật dân sự, quyền sở hữu bao gồm các quyền nào đấy ạ? Quyền sở hữu thì nó có ba cái quyền năng. Một là cái quyền định đoạt, hai là quyền sử dụng, ba là cái quyền chiếm hữu. Thì đấy là ba cái quyền năng cơ bản của một cái quyền sở hữu. Dạ. Vậy thì chúng ta sẽ hiểu là cái giao dịch dân sự là bao gồm giao dịch nào đấy ạ? Giao dịch dân sự thì Bộ luật dân sự có khẳng định giao dịch dân sự gồm hai loại. Một là hành vi pháp lý đơn phương, hai là hợp đồng. Cho nên là tùy theo cái đối tượng, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta có thể đó là một hành vi pháp lý đơn phương, ví dụ như di chúc, hoặc là một hợp đồng, ví dụ như hợp đồng mua bán. Thì tùy đấy, nó có hai cái dạng giao dịch dân sự đấy. Dạ. Vậy thì để cho một cái giao dịch dân sự có hiệu lực pháp luật thì chúng ta phải thỏa cái điều kiện nào đấy ạ? Thì cái này báo cáo với Hoàng Nhân là cũng có quy định rất rõ ở điều 117 Bộ luật dân sự năm 2015 là có thể chia thành 6 cái điều kiện, thì chia thành hai cái nhóm. Các cái điều kiện liên quan tới chủ thể, đầu tiên là chủ thể tham gia phải có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với giao dịch, chủ thể tham gia giao dịch phải có năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch, và chủ thể tham gia giao dịch phải hoàn toàn tự nguyện. Đấy là các điều kiện liên quan tới chủ thể. Còn điều kiện liên quan đến giao dịch, nội dung của giao dịch cũng như mục đích của giao dịch, thì giao dịch không được vi phạm điều cấm của luật, và giao dịch không vi phạm, không trái với đạo đức xã hội, và trong trường hợp luật yêu cầu giao dịch phải tuân thủ hình thức bắt buộc thì giao dịch đó phải tuân thủ hình thức bắt buộc. Và điển hình nhất như ngày hôm nay chúng ta thấy có rất nhiều giao dịch về nhà ở và giao dịch về quyền sử dụng đất, thì rất nhiều giao dịch về nhà ở, giao dịch về quyền sử dụng đất luật
đất đai và luật nhà ở yêu cầu giao dịch đó phải tuân thủ hình thức bắt buộc là công chứng hoặc chứng thực. Thì đấy là một số lưu ý liên quan tới các điều kiện về có hiệu lực của một giao dịch mà Hoàng Nhân có hỏi. Dạ, vậy thì về chủ đề ngày hôm nay là những vấn đề lưu ý khi mà chúng ta giao dịch đối với loại tài sản chung, thì những khái niệm cơ bản đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại tư vấn cho quý vị. Chúng ta sẽ hiểu tài sản là gì, rồi quyền sở hữu là gì và giao dịch dân sự là gì, và cũng như là để cho giao dịch dân sự đó thỏa được các cái điều kiện của pháp luật thì chúng ta cũng phải lưu ý những cái điểm nào. Vậy thì bây giờ chúng ta cũng sẽ nói đến cái chuyện là quyền sở hữu chung có thể được xác lập theo các phương thức nào đây thưa thầy? Nhưng mà cái tổng thể thì Bộ Luật Dân sự cũng khẳng định các cái cách thức để xác lập sở hữu chung đối với một tài sản. Thì Bộ Luật Dân sự có liệt kê 3 cái căn cứ để xác lập quyền sở hữu chung đối với một tài sản. Thứ nhất là theo thỏa thuận. Thì trong trường hợp này chúng ta thấy có thể giữa hai người cùng chung mua một mảnh đất, mua một căn nhà. Thì cái việc cùng mua một tài sản đấy cho phép chúng ta khẳng định sở hữu chung đối với căn nhà, đối với quyền sử dụng đất là sở hữu chung, được xác lập trên cơ sở thỏa thuận. Đấy là cái căn cứ thứ nhất. Căn cứ thứ hai cũng rất phổ biến, đó là quyền sở hữu chung được xác lập trên cơ sở quy định của pháp luật. Và cái này điển hình nhất đó là trường hợp của vợ chồng, tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân được luật hôn nhân và gia đình khẳng định về nguyên tắc đó là tài sản thuộc sở hữu chung của vợ và chồng. Như vậy đấy là cái căn cứ thứ hai theo quy định của luật. Căn cứ thứ ba đó là theo tập quán. Trong một số trường hợp sở hữu chung cũng được xác lập trên cơ sở tập quán, và cái này chúng ta thấy có thể nó xảy ra nhiều đối với sở hữu chung của cộng đồng. Lấy điển hình nhất những chùa này, đình này, là những thứ mà chúng ta có thể nói là thuộc sở hữu của cộng đồng đó. Và cái này được hình thành trên cơ sở tập quán. Dạ. Vậy thì theo quy định của Bộ luật Dân sự thì việc quản lý tài sản chung được thực hiện như thế nào đây ạ? Quản lý tài sản chung thì Bộ luật Dân sự theo hướng là theo nguyên tắc nhất trí, tức là khi quản lý cái tài sản đấy cần phải có sự nhất trí của các đồng sở hữu. Và bộ luật cũng sẽ quy định như thế nào về việc sử dụng tài sản chung? Sử dụng tức là khai thác lợi ích, hưởng hoa lợi lợi tức của cái tài sản. Thì Bộ luật Dân sự có cái sự phân biệt, có hai cái loại hình thức sở hữu chung là hình thức sở hữu chung theo phần. Ví dụ như Hoàng Nhân và một người nào đó có chung một cái tài sản mà xác định phần của từng người, thì trong trường hợp này Hoàng Nhân được quyền khai thác, được quyền sử dụng cái tài sản đấy trong cái phần của mình. Tuy nhiên đối với loại hình thức sở hữu chung thứ hai là hình thức sở hữu chung theo phần hợp nhất ấy, như là sở hữu chung của vợ chồng, thì trong trường hợp này là tất cả những người có quyền sở hữu chung hợp nhất đấy thì được quyền sử dụng, có quyền sử dụng là ngang bằng nhau. Ví dụ vợ và chồng không có sự phân biệt được. Yeah. Người ta sử dụng cái tài sản chung của vợ chồng là sử dụng tài sản chung hợp nhất, do đó cái việc sử dụng chung là ngang nhau, không có việc phân định phần nào cả. Thì đấy là mấy cái lưu ý nhỏ cần phải phân biệt là sở hữu chung theo phần hay là sở hữu chung hợp nhất. Dạ. Vậy thì nãy giờ chúng ta cũng đã dành một thời lượng đầu chương trình để cho khách mời ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại tư vấn cho quý vị những khái niệm căn bản nhất, và dĩ nhiên rằng trong từng trường hợp cụ thể chúng ta sẽ có những điều rất là riêng. Vậy thì ngày hôm nay xin được nhắc lại một lần nữa chủ đề của chúng ta là những quy định của pháp luật về chuyện là tài sản chung. Nếu quý vị có những cái sự tranh chấp hoặc chúng ta có những mâu thuẫn trong việc sử dụng, khai thác và định đoạt tài sản chung này thì quý vị cũng có thể gọi ngay về tổng đài theo số 0826 365 365 và 0827 365 365 để Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại sẽ tư vấn giúp quý vị. Và bây giờ thì cũng với tổng đài 0826 365 365 và 0827 365 365, chúng tôi đã nhận được thắc mắc đầu tiên từ một vị khách thính giả điện thoại có số cuối là 9638, anh Quân đã gọi về và hỏi cái câu hỏi như thế này: sau khi ly thân, vợ chồng chúng tôi đã tiến hành chia tài sản chung và theo đó thì tôi được chia 500m2 đất với một số tài sản khác trong gia đình. Năm 2013 thì tôi hùn vốn kinh doanh bằng quyền sử dụng diện tích đất của tôi trọn vẹn 500m2 nêu trên với anh trai, và đến nay đã thu được lợi nhuận tương đối lớn. Sau đó thì vợ tôi có yêu cầu là được chia phần lợi nhuận đó. Xin hỏi pháp luật quy định như thế nào trong trường hợp của tôi? Tôi có phải chia phần lợi nhuận này cho vợ cũ của tôi hay không ạ? Thì đây là trường hợp ban đầu là tài sản chung của vợ chồng. Sau đó là hai vợ chồng này thỏa thuận chia cái tài sản chung đấy. Và cái anh Quân này được 500m2 đất, và anh Quân này khai thác cái 500m2 đất đấy để có cái lợi nhuận. Thì chúng ta vận dụng các quy định của luật hôn nhân và gia đình. Luật hôn nhân và gia đình khẳng định sau khi chia tài sản chung thì phần của từng người là tài sản riêng. Và đối với phần riêng của từng người thì cái người đó được quyền khai thác cái tài sản đó, và cái hóa lợi lợi tức phát sinh từ cái tài sản riêng đấy thuộc về cái người có tài sản riêng đấy.
Và như vậy, trong trường hợp là anh Quân có 500m2 sau khi chia và anh Quân đã khai thác cái tài sản đấy và đưa lại cái lợi ích, thì trong trường hợp này cái lợi nhuận có thể đó là hoa lợi, lợi tức được phát sinh từ tài sản. Và trong trường hợp này, theo luật hôn nhân và gia đình, anh Nhân là người được sở hữu cái phần đó. Và như vậy anh Nhân không có nghĩa vụ phải chia cho vợ, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác thôi. Còn theo quy định của luật hôn nhân và gia đình thì tôi hiểu rằng anh Nhân được quyền đối với phần nhận lợi nhuận đó và không có trách nhiệm phải chia cho người vợ khi đã có cái việc chia tài sản chung. Dạ, tức là cái phần 500 mét vuông đất này đã được chia khi mà hai người thuộc tiến hành thuộc phần riêng của anh Quân rồi. Dạ. Cho nên hiển nhiên nó là tài sản của riêng anh và anh không phải chia. Đó là câu hỏi của anh Quân và chúng tôi cũng xin được tư vấn là như vậy. Còn nếu như mà quý vị có những cái trường hợp riêng của mình như thế nào nữa, hãy gọi theo số 0826 365 365 và 0827 365 365 để chúng ta cùng kết nối quý vị nhé. Cũng như bây giờ thì chương trình của chúng ta cũng đang được trực tuyến, đang được livestream trên trang mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn. Quý vị vào đây xem phần livestream và có thể là tương tác ở trên đây. Hiện tại Hoàng Nhân thấy là cũng đã có trên dưới gần 1.000 lượt xem và cũng có rất nhiều câu hỏi gửi về đây rồi. Hãy mời chúng tôi mời quý vị hãy tiếp tục là bình luận ở đây để ban biên tập sẽ chọn ra những câu hỏi chung nhất, khái quát nhất cũng như là có thể cụ thể để tư vấn cho từng trường hợp. Và biết đâu những trường hợp này thì chúng tôi cũng sẽ tư vấn giúp cho một vài quý vị khán thính giả khác chúng ta có cái tình tiết tương tự thì cũng có thể căn cứ vào đó mà giải quyết. Bây giờ thì chúng tôi đã nhận được một câu hỏi trên trang mạng xã hội giao thông quốc gia của một vị khán thính giả tên là Phạm Đình Văn, có hỏi rằng là: cho em hỏi là ba mẹ của em có miếng đất cho em lúc chưa có sổ đỏ. Sau khi có vợ rồi thì hai vợ chồng cất nhà ở, em làm sổ đỏ do em đứng tên, sổ đỏ chung thừa kế. Khi ly hôn thì có phải chia hay là không? Nhưng cũng có quỹ quyền cho riêng em. Vậy thì chia như thế nào? Xin mời phần tư vấn của thầy Đại ạ. Hoàng Nhân có thể nói lại, tức là anh Văn này được cha mẹ cho đất, đúng không? Dạ. Và khi cho đất là anh Văn này đã có vợ rồi đúng không? Cái thông tin nó như vậy thì tôi hiểu là như vậy. Thì sau trường hợp này, câu hỏi tiếp theo là nếu mà ly hôn đúng không, thì có chia tài sản này hay không, thì cái việc là cha mẹ cho con, nhất là cho con trai đang trong tình trạng hôn nhân với người khác là rất phổ biến ở Việt Nam. Và hiện nay chúng ta tòa án tối cao đã ban hành một cái án lệ, đó là tôi nhớ không nhầm là án lệ số 03, nó rất giống với trường hợp của anh Văn. Thì trong trường hợp này nếu không có cái thông tin nào nói rằng cho riêng anh Văn, thì cái tài sản mà cha mẹ cho đấy trong thời kỳ hôn nhân của anh Văn nó là tài sản chung của vợ chồng. Đó là cái nội dung của án lệ số 03. Và như vậy, một khi đã là tài sản chung thì khi ly hôn thì cái tài sản chung ấy được chia. Tuy nhiên trong án lệ số 03 đấy có một cái thông tin rất quan trọng, đó là cái phần chia đấy thì có chia ngang bằng nhau hay không. Thông thường thì tòa án vẫn chia là tài sản chung của vợ chồng là theo hướng là ngang bằng nhau thông thường. Nhưng mà đối với trường hợp mà cha mẹ đã cho anh Văn, mà trong thời đó anh Văn lại trong thời kỳ hôn nhân với người khác, thì án lệ số 03 theo hướng cái phần của anh Văn vẫn nhiều hơn phần của người vợ. Thì đấy là một số lưu ý, một cái tình huống của anh Văn. Nếu mà anh Văn muốn làm nghe rõ hơn, xem rõ hơn, thì anh Văn có thể khai thác cái án lệ số 03, nếu tôi nhớ không nhầm, về trường hợp tương tự giống như trường hợp của anh. Bây giờ thì với tổng đài 0826 365 365 và 0827 365 365, chương trình đã nhận được tín hiệu kết nối cùng với cô Thu ở Long An ạ. Dạ, Hoàng Nhân cùng với Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Đài xin gửi lời chào cô Thu ạ. Dạ, chào tổng đài. Dạ, chào cô ạ. Thưa cô Thu, trong trường hợp của cô ngày hôm nay với chủ đề của chúng ta liên quan đến tài sản chung thì cô có phát bắt gì đấy ạ? Dạ, chồng tôi chết á, có để lại của cha mẹ chồng để lại một số đất. Dạ. Mà bà vợ lớn bà đi năm 1986, tôi về năm bả tôi, ổng là năm... tôi về năm 87, là có ba đứa con với chồng tôi với trẻ chồng thôi, không thấy bả đâu hết. Giờ giờ chồng tôi chết không có để lại di chúc. Bả về bả dành, bả nói bả là người thừa kế, bả chưa xé ông thú với ổng, nhưng mà tôi đăng ký kết hôn với ổng rồi. Giờ bả về bả muốn dành lại. Giờ tôi nuôi ba đứa con đó, giờ ba đứa con đó nó quýnh tôi, nên giờ nó bỏ đi hết rồi, nó phản, giờ nó đi thưa lại tôi. Giờ tôi có xuống tòa án nói là bây giờ cô Thu mới có quyền giải quyết phân chia, mà chồng tôi có bán cho con gái tôi á, Út, tổng thiếu nợ ngân hàng 90 triệu,
rồi có kêu ba đứa đó về hỏi coi đứa nào có tiền đặng đưa tiền cho ba trả nợ lấy miếng đất xong, rồi anh em nó không có tiền, rồi con út tôi mới lấy giờ mới đưa tiền cho ông trả tiền ngân hàng mà chưa có cắt đất, ông chết rồi giờ thưa gia tòa nó nói nó không có ký mà tờ giấy tay đứa tôi còn giữ. Giờ ý tôi muốn nói là tôi có lấy trong đất đó là được không? Bây giờ cái tình tiết của cô tôi nói nhiều, cô cứ nói giúp từ từ, đó là cái đất đây là tài sản là đất đúng không? Đất. Đất ban đầu đất là của ai ạ? Của mẹ chồng. Mẹ chồng. Mẹ chồng tôi về. Giờ mẹ chồng tôi chết. Chết. Mới để lại cho chồng tôi. Để lại cho chồng. Rồi. Mà đất đó không có ông bà không có mua giá bỏ đi đâu hồi của Hỷ của Lai nào rồi bỏ ba đứa con có đứa một tuổi đứa hai ai tuổi bỏ, ai bỏ tuổi. Ai bỏ chị cô Thu nói thông tin cứ từ từ đó bà vợ của ổng bây giờ là tức là chồng cũ của cô Thu đúng không chồng của tôi là chồng hiện nay là vợ sau cô là vợ sau thì cái bà vợ cũ cái đất ấy là có trước khi bà vợ cũ bà ấy đi đúng không ba vợ cũ bà đi bà bỏ hết ráo luôn bà không có nói năng gì giáo đi mất tích luôn thì là thế giờ cháu tóm tắt là gì nhỉ vợ cũ có ba người con mới chồng có cô con. Rồi dạ. Vợ có ba người con và có một cái mảnh đất đúng không dạ không mảnh đất là 6-7 sào mảnh đất là trước đây là có cha mẹ chồng của cô sau cô dạ. Cô kết hôn với lại chú là bao lâu nhỉ kết hôn này chắc về sống này 35 năm đó. Nhưng mà năm bao nhiêu năm rồi? Năm bao nhiêu cô còn nhớ khoảng năm bao nhiêu nhỉ? 35 năm này khoảng độ bao nhiêu? Năm 86 ạ. 1986 đúng không? 1987. Tôi về là không có bả. Giờ năm 82. Nhà nước có kêu cũ mới giờ ra đăng ký kết hôn rồi. Rồi. Giờ tôi ra đăng ký. Như vậy là thực ra là tình tiết của cô nó tương đối phức tạp. Cháu chỉ bàn về cái trường hợp đất. Đất và trường hợp hoàn cảnh của cô thôi. Dạ. Thì thực sự là đây là một cái vấn đề mà nó tương đối khó. Báo cáo dạ. Cô là trường hợp là cái người vợ cũ ấy, trước khi cô đến, chồng cô đã có người vợ cũ. Và với cái tình tiết như vậy thì chắc là cái người vợ cũ trước đây là không có đăng ký kết hôn gì cả. Và ngày dạ. Đó tự đi và sau này cô kết hôn với chồng của cô. Thì dạ. Báo cáo với cô là bây giờ chúng ta phải bàn là cái quyền, cái giai đoạn là cái người vợ cũ và cô hiện nay so với người chồng. Thì báo cáo với cô là hiện nay cái trường hợp này luật nó chưa rõ và vừa rồi cháu có đề xuất một cái án lệ, dự thảo án lệ đã được hội đồng thẩm phán thông qua rồi nhân, mới thông qua được mấy ngày đó. Yeah. Là cái nội dung là khi cái người vợ cũ ấy và người chồng của cô ấy không còn sống với nhau nữa yeah. Thì cái hôn nhân của chồng cũ của cô và chồng cô và cái cô vợ cũ ấy là nó chấm dứt. Nhưng mà cái giai đoạn trước khi chấm dứt đấy nó vẫn có là quan hệ vợ chồng. Thì cái tài sản này thì thực sự là không biết là mẹ chồng cô cho chử cho chú hay cho cả vợ chồng và cái người vợ cũ ấy thì cái này là cô phải kiểm tra giúp. Nếu mà không có gì hết, cho là mẹ chồng tôi để cho chồng tôi. Cho một mình người chồng thôi. Cho một mình người chồng. Và sau đó khi cái người vợ cũ sống trên mảnh đất đấy thì cũng khai thác mảnh đất đấy đúng không? Không có khai thác gì hết, về ở là có ba đứa con giờ tự bỏ đi luôn. Nhưng mà trong cái thời gian cô vợ cũ sống ấy thì cái mảnh đất đấy là ai quản lý ạ? Chồng, mẹ chồng luôn. Mẹ chồng chứ chưa, như vậy chưa cho đúng không? Chưa cho, không có cho, không có gì hết ạ. Thì khi nào thì cái mảnh đất đấy là cho chồng cô? Là mà tôi về ở là mẹ chồng tôi 8 mấy tuổi tôi sống đâu cũng 7-8 năm gì đó, mẹ chồng tôi chết. Nhưng mà hỏi là, cho cháu hỏi là cái mảnh đất đấy mẹ chồng cô cho chồng cô là sau khi cô kết hôn với chồng cô đúng không? Nhưng mà nếu mà chỉ cho chồng cô sau khi cô sống với lại cô kết hôn với lại chồng cô thì cái bà vợ cũ không có cái quyền gì đối với cái tài sản đấy. Nếu không mà có. Cái đó. Vậy nè, tôi xin thưa vậy nè, là nuôi tôi về đó nuôi mẹ chồng tôi với con ba đứa con đó là mẹ chồng tôi chết là không có giấy tờ gì để tặng cho vậy giáo á. Nhưng mà ý nó là chết về để chuyển tên qua hàng. Vâng, như vậy là nếu mà thông tin cô trình bày như vậy thì cháu hiểu rằng cái tài sản của mẹ chồng cô chuyển sang cho chồng cô là khi cô đã kết hôn với gì nhỉ? Với chồng cô rồi. Và như vậy cái người vợ cũ là không có cái quyền gì đối với cái tài sản đó. Và như vậy là đối với mảnh đất thì người vợ cũ theo thông tin mà cô phân tích
thì không có quyền đối với cái tài sản cũ. Còn bây giờ là chồng cô mất rồi, đúng không? Chồng cô mất rồi có thể để lại một phần tài sản, đó là một phần của cái mảnh đất đấy. Thì bây giờ câu hỏi tiếp theo là cái bà vợ cũ ấy có được hưởng thừa kế hay không? Thì chúng ta cái này lưu ý là bộ luật dân sự nó là vợ thì được hưởng thừa kế do chồng để lại, nhưng phải là vợ hợp pháp ở thời điểm chồng chết. Thì trong trường hợp này khi chồng cô chết thì chỉ có mỗi cô là người vợ hợp pháp thôi. Còn cái bà vợ cũ đã kết thúc cái quan hệ hôn nhân rồi, trên bà vợ Vũ không được quyền hưởng thừa kế của chồng cô. Như vậy chốt lại, khi cái tài sản đó cho chồng cô thì cái bà vợ cũ không có cái phần nào, bởi vì nó xuất hiện sau khi bà vợ cũ đã chấm dứt quan hệ. Và bây giờ chồng cô mất thì chồng cô để lại di sản và trong đó có một phần cái mảnh đất đó, thì cái người vợ cũ cũng không được quyền hưởng thừa kế. Và như vậy theo thông tin cô nói thì bà vợ cũ này không gì nhỉ, không được quyền đối với mảnh đất mà cô xin ý kiến đấy ạ. Rồi tôi cũng xin to với luật sư là bà về sớm, bà kêu người ta xác nhận bà là vợ chính thức, bà thôi thằng ông chồng đó, bà bỏ hai đứa con cho ông chồng đó nuôi nay mười mấy năm rồi, giờ bà về đây bà dành. Rồi, thì người ta cứ thực hiện. Nhưng mà với cái thông tin cô đề cập đến thì cháu xin gửi cô những thông tin như cháu biết. Và trong trường hợp này nếu mà cô có con cháu rồi dùng mạng ấy, thì cô bảo những đứa đấy vào mạng tìm cái án lệ về chấm dứt hôn nhân thực tế, nó cũng gần giống cái tình tiết như cô vừa nêu. Bây giờ cái án lệ mà do cháu đề xuất, hội đồng thẩm phán đã thông qua tuần trước gì đó, nhưng mà cái số án lệ thì nay vẫn chưa được thông báo chính thức. Như cái dự thảo án lệ là có trên mạng rồi, để cô xem cái tình tiết nó tương đối gần gũi với từng hoàn cảnh của cô, và cô có thể tham khảo thêm nha cô nhé. Dạ, còn vậy nữa, công đất đó đã nó ký tên ba đứa, ký tên rồi, giờ nó ra tòa nó không có ký. Thôi thì cái đấy là cái phần tiếp theo thì cô xử lý với các cháu. Còn bây giờ là trong cái phần tư vấn này cháu chỉ tư vấn cái quan hệ của cô với cái bà vợ cũ nhé cô nhé. Và cảm ơn cô ạ. Dạ. Và chuyên gia vừa tư vấn trong một trường hợp cụ thể về cái chuyện là tài sản như thế thì có được gọi là tài sản chung không ạ? Thực ra đối với cái theo cô trình bày ấy, thì cái tài sản mà người mẹ chuyển cho người con trai ấy, là sau khi người con trai đã kết hôn với cái bà vợ thứ hai. Dạ. Thì thông thường tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân thì được coi là tài sản chung. Như vậy cái tài sản này được trao cho người con trai khi người con trai đang kết hôn thì là tài sản chung với người vợ. Trừ trường hợp cha mẹ nói rõ là cho người riêng người nhà, người con trai thôi chứ không cho người con dâu, thì trong trường hợp mới là tài sản riêng. Chứ còn cho nói chung không nói gì thì thông thường được hiểu đó là tài sản chung. Dạ. Vậy thì sẵn trong trường hợp này thì chúng ta cũng sẽ hỏi luôn là người đồng sở hữu đối với tài sản chung mà lỡ có chết thì việc thừa kế đối với phần sở hữu quyền của người này được thực hiện ra sao đây ạ? Cái này thì, trong bộ luật dân sự có nói là di sản là tài sản riêng của cá nhân đó hoặc phần của cá nhân đó trong khối tài sản chung. Ví dụ chúng ta thấy có hai người có chung một mảnh đất đi, thì bây giờ một trong hai người đó chết thì cái phần của cái người chết ấy trở thành di sản. Ví dụ A và B có chung một mảnh đất, không may mà lý do nào đó A mất thì một phần cái phần của A trong cái diện tích đất đấy là di sản và xử lý theo di sản, còn cái phần còn lại của cái người còn sống thì chưa là di sản, cho nên chưa xử lý theo vấn đề thừa kế gì cả. Dạ. Rồi chúng ta cũng sẽ nói đến một cái khái niệm nữa. Nãy giờ chuyên gia của chúng ta cũng đã nhắc đến rất là nhiều về khái niệm án lệ, và nhiều người trong đó có các quý vị khách thính giả là ở vùng sâu vùng xa, chúng ta cũng chưa tiếp cận được khái niệm này, thì chắc cũng nhờ phó sư tiến sĩ Đỗ Văn Đà sẽ nói cho người dân chúng ta hiểu án lệ là gì. Đúng rồi, hôm nay đúng là tôi từ bấy giờ cái hoàn cảnh chúng ta phân tích nó cũng liên quan đến mấy cái án lệ, thì hoàng nhân rất có lý cái hỏi như vậy. Án lệ là bản án quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật và hiện nay được hội đồng thẩm phán lựa chọn thành án lệ, và án lệ nó trở thành cái hướng xử lý cho các hoàn cảnh tương tự nhau. Ví dụ như hoàn cảnh của cô Thu vừa rồi, chúng ta thấy nó có tương tự với một cái án lệ nào đó, và như vậy chúng ta sử dụng cái án lệ đấy để cho cái đường lối giải quyết giống nhau. Thì án lệ nó là cái nội dung trong một cái bản án đã có hiệu lực của tòa án và được hội đồng thẩm phán thông qua thì nó trở thành án lệ. Và bộ luật dân sự 2015 có một cái điểm mới mà tôi cũng rất vui là nó người đóng góp vào cái việc xây dựng thêm cái quy định, đó là ngoài các quy định của bộ luật dân sự mà khi bộ luật dân sự không rõ ràng hay là chưa có quy định cụ thể thì trong trường hợp này có thể sử dụng án lệ. Và hai cái tình huống mà chúng ta tư vấn sáng nay thực chất đã có gì nhỉ, hai cái án lệ để vận dụng. Cái án lệ đầu tiên là 03 và sau này cái án lệ mà chúng ta vừa nói là hội đồng thẩm phán thông qua, như cái số chính xác vẫn chưa được công bố đó. Yeah.
Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục chương trình. Hy vọng quý vị vẫn sẽ nhớ tổng đài 0826 365 365 và 0827 365 365 để cùng gọi về và nêu cái trường hợp cụ thể của mình để chuyên gia ngày hôm nay là Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Đại, trưởng khoa luật dân sự của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tư vấn cụ thể cho quý vị. Trong thời gian chờ đợi các cuộc gọi, chúng tôi cũng đã xem thêm trên trang mạng xã hội Giao thông Quốc gia thì hiện tại cũng đã có một vị khán thính giả tên là Ngô Quảng, một thành viên đã bình luận như thế này: cho em hỏi là mẹ chồng cho nhà cũ mà hai vợ chồng sửa cái nhà này lại thành nhà mới sau khi đã kết hôn, đất thì chưa sang tên, vậy lỡ trong trường hợp ly hôn thì có được chia không ạ? Chưa sang tên à? Dạ đúng rồi, chưa sang tên, đất chưa sang tên. Chưa sang tên cho vợ chồng rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Chỉ là mẹ chồng chỉ cho sang nhà thôi. Thực ra là cho mà chưa sang tên thì cái này nó hơi gì nhỉ? Hơi rõ ràng, không biết cho thực kế chưa. Đó. Đấy, nhưng mà cái nhà đối với chúng ta phân biệt là đất là ban đầu là của mẹ chồng, chị nó là cho, thì thực sự nếu mà là cho thực sự mà người gia đình đã, vợ chồng này đã xây nhà và làm thủ tục chẳng qua là chưa được cấp giấy, thì cái này có nhiều khả năng là chúng ta vẫn có thể khai thác được cái án lệ số 03, đó là cũng trường hợp cho con sử dụng và cho con xây nhà nhưng có cái tình tiết là con đã đăng ký để sang gì nhỉ, sang tên, còn cái trường hợp này là chưa sang tên thôi, nhưng mà cái ý chí như cô khẳng định ở đây, anh Quảng khẳng định là đã cho rồi. Thì đối với mảnh đất thì đúng là hiện nay cái cách trình bày của anh Quảng chưa rõ là cái ý chí thực sự đã cho và đã cho trong thực tế hay chưa, thì đấy là cái lưu ý. Còn căn nhà thì có nói là căn nhà là do vợ chồng xây, thì đương nhiên căn nhà này là thuộc của vợ chồng anh chị và như vậy là thuộc cái tài sản chung. Vậy phân biệt là đất hiện nay với thông tin như vậy thì chưa dám thế nhỉ, chưa dám khẳng định đã cho thực sự chưa. Và nhà thì chắc chắn là dù là trên đất của mẹ nhưng mà vợ chồng xây lên thì đó là sở hữu chung của vợ chồng. Dạ. Vậy thì trong trường hợp này xin được tư vấn lại cho anh Quảng là căn nhà sau khi hai vợ chồng kết hôn rồi đã sửa thì là tài sản chung của hai người. Cho nên sau này lỡ có ly hôn thì tài sản chung này sẽ được chia cho hai người. Còn nếu như mà cái phần đất này thì phải hỏi kỹ lại là đã thực sự là sang tên cho hay chưa. Còn nếu như mà chưa sang tên nhưng mà thực chất là ý chí đã cho hết chưa. Dạ. Nhưng mà đúng là có nghi ngờ là tại sao là cho rồi mà vẫn chưa gì nhỉ. Chưa sang tên, anh Quảng khẳng định là cho đấy. Dạ. Nhưng mà anh Quảng lại khẳng định là chưa gì nhỉ. Chưa sang tên cho nên là cái nó chưa rõ ràng, thì cũng như cái trường hợp tư vấn trước đây thì anh Quảng có thể vào mạng khai thác cái án lệ số 03 và anh có thể xem cái phần bình luận án lệ trên mạng và anh có thể có thêm cái thông tin, tại vì cái thông tin của anh nó chưa gì nhỉ, chưa rõ như cái án lệ số 03 đã đề cập đến đó. Dạ. Và thêm một câu hỏi ngắn nữa từ một thành viên tên là Hồng Thu, cho tôi hỏi rằng tài sản chung của hai vợ chồng khi mà người chồng chết thì người vợ có quyền quyết định chia tài sản đó cho con hay là không? Tức là tài sản chung chồng chết. Dạ. Và vợ là muốn gì? Muốn lấy tài sản đó cho con được hay không ạ? Lấy tài sản cho con. Dạ. Thì bây giờ chúng ta cứ hình dung là hai vợ chồng chị Thu có một mảnh đất đi. Và chồng chị Thu mất. Thì đầu tiên là cái mảnh đất đấy là thuộc sở hữu chung, thuộc sở hữu chung của chị Thu và chồng. Khi chồng chị Thu mất thì cái phần của chồng chị Thu trở thành di sản. Phần của chị Thu vẫn thuộc của chị Thu. Cho nên cái phần của chị Thu là chị Thu hoàn toàn có thể để nhỉ, được quyết định như chị Thu mong muốn. Còn cái phần mà của chồng ấy thì nó trở thành di sản. Di sản đấy thì hiện nay là di sản thông thường được chia cho vợ, con và cha mẹ. Thì trong trường hợp này không thể nói đề nghiệp để cha mẹ của chồng chị. Mà bây giờ chỉ còn có trường hợp đó là của chị và con chị. Chứ cái phần này thì chị và con chị có thể thỏa thuận để chia. Cái phần của chị một nửa đấy, nôm na đấy, thì chị hoàn toàn có thể quyết định cho con, không vấn đề gì cả. Còn cái phần mà của con ấy thì phải có sự thống nhất của gì nhỉ, của các con là chia cho ai, ví dụ là chia cho đứa cả hay là chia cho đứa út, thì phải có sự thống nhất của những người thừa kế đối với phần của người chồng. Thì tôi nhớ không nhầm cái trường hợp của chị đấy cũng đã có một cái án lệ mà tôi tự nhiên là nó bất ngờ quá cái câu tư vấn này, tôi không nhớ cái số chính xác của án lệ, nhưng chắc chắn là anh chị Thu có cái án lệ gọi là án lệ về công nhận chia tài sản, chia di sản và công nhận cái quyền sở hữu sau khi chia. Thì cái này có một cái án lệ nữa của tòa án tối cao, một cái số thì tự nhiên là nhỉ, do hỏi đột xuất qua cái số tôi không chính xác, về tòa án tối cao hiện nay có 43 cái án lệ cho nên cái số cụ thể thì cũng không, tôi không nhớ, nhưng mà có cái nội dung như vậy đấy. Chị có thể vào trong mạng, chỉ cái án lệ liên quan đến trường hợp là gì nhỉ, thỏa thuận chia di sản
trong đó có chia cả cái phần của mình, thì cũng cái tình huống của chị Thu không hiểu sao hôm nay lại trùng với rất nhiều án lệ của nhỉ, của tòa án tối cao. Dạ. Vậy thì 43 án lệ thì con số không phải là quá nhiều. Nếu mà có thời gian thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu trên mạng có hết rồi đó. Thay stem ra và không đúng trường hợp của mình thì cũng là một cái trường hợp để mình tham khảo đúng không ạ? Đúng rồi, đúng rồi. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi cũng sẽ tiếp tục nhận thêm các thắc mắc của quý vị về chủ đề ngày hôm nay là việc quản lý tài sản chung sẽ như thế nào. Quý vị hãy gọi theo số 0826 365 365 và 0827 365 365 để được tư vấn trực tiếp. Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật ở nước ta diễn ra khá phổ biến do người dân chưa hiểu đúng, hiểu đủ những quy định của pháp luật. Nhiều văn bản pháp luật sau khi ban hành phải hủy bỏ vì không phù hợp với thực tế cuộc sống. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Từ thực tế đó, truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM thực hiện chương trình tư vấn pháp luật. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam 365 FM, trực tuyến trên website quốc hội tv.vn, tương tác trực tuyến trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn và fanpage 365 FM. Tổng đài đăng ký giao lưu chương trình 0826 365 365 và 0827 365 365. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình tư vấn luật được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam và trên 365 FM. Với chủ đề của chương trình ngày hôm nay là những lưu ý liên quan đến giao dịch tài sản chung và phần tư vấn trực tiếp của chuyên gia là Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Đại, là trưởng khoa luật dân sự của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối cùng với một vị khách thính giả tiếp theo thông qua tổng đài 0826 365 365 và 0827 365 365. Dạ alo. Dạ, vâng, chào luật sư ạ. Dạ, chào cô. Thưa cô tên gì ạ? Tôi tên là Thị Thạnh, năm nay tôi 61 tuổi. Cô tên gì chứ ạ? Tôi tên là Bùi Thị Thạnh, năm nay tôi 61 tuổi ạ. Dạ, cô Thạnh ở Hải Phòng đúng không ạ? Vâng ạ. Dạ, trường hợp của cô như thế nào, nhờ cô nêu rõ để luật, để chuyên gia của chúng ta nghe và tư vấn cho cô ạ. Trường hợp của tôi thế này, năm nay tôi 61 tuổi mà năm tôi sống với bố mẹ tôi, vì tôi nuôi bố mẹ tôi, từ tôi ở với bố mẹ tôi từ bé đến giờ, tôi không có gia đình riêng. Thế thì năm đến lúc mà các anh em ra nhà tôi lấy vợ lấy chồng rồi thì bố mẹ tôi cho đất riêng rồi. Chứ còn lại còn tôi, bố mẹ tôi vẫn có bìa đỏ và tôi vẫn ở với bố mẹ tôi. Đến năm 2004 thì bố tôi chết. Còn lại tôi, mẹ tôi thì tôi vẫn cứ gánh vác nghĩa vụ trên cái diện tích cái sản lượng ở cái diện tích ấy. Và đến năm 2010 thì mẹ tôi, trước khi mẹ tôi qua đời thì mẹ tôi có gọi tất cả toàn bộ anh em con cháu trong dòng họ đến và tuyên bố rằng là cho tôi cái mảnh đất này, vì tôi không có gia đình riêng mà tôi ở với bố mẹ tôi, thì cho tôi gia đình riêng để tôi cho tôi mảnh đất này để tôi còn được hưởng tuổi già. Nhưng mà vì là thằng em tôi là cái thằng mà nó dưới tôi thì quay là nó nếu náo thì quay bố mẹ tôi không nhận nó và không được mời đến họp, nhưng mà thôn trưởng và chị dâu trưởng hốt sang tìm, nhưng mà nó bảo rằng là không được mời, nó không sang. Đến lúc mà tôi làm bìa đỏ, tôi yêu cầu tôi làm bìa đỏ thì quay là nó không đồng ý mà nó bắt nạp phải chia thừa kế. Thế bây giờ trường hợp của tôi thì lên tòa thì tòa án người ta bảo rằng là phải chia thừa kế thì, và người ta cứ động viên nó là cho tôi, nhưng mà dứt khoát nó không cho tôi để làm bìa đỏ mà nó phải chia. Nhưng bây giờ thì nhìn là hiện nay là cái bìa đỏ của tôi là cái mặt đường là 5m9, mà bây giờ nó chỉ còn nó là lấn chiếm sang là đất của tôi còn có 4m15 thôi. Thì bây giờ quay là nó lại đòi chia thừa kế nữa thì tôi không biết làm sao được, thì tôi nhờ chương trình giải quyết giải đáp giúp tôi. Vâng, cô Thạnh, cho trước khi đưa ra cái lời tư vấn thì chờ cô cho hỏi giúp là như vậy, là cái mảnh đất đấy là hiện nay là cô đang sống trên mảnh đất, khai thác trên mảnh đất đấy, và những người con khác đã được cha mẹ cho phần đất riêng rồi đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà lúc mà mẹ cô mất là đất nó vẫn tên của mẹ cô đúng không? Tên của bố mẹ tôi, bố tôi và bố mẹ tôi, và tôi sinh sống trên mảnh đất thì từ lâu rồi, từ có việc đó là tên bố tôi, nhưng mà tôi với bố mẹ tôi là đều sống trên mảnh đất đấy. Rồi rồi. Như vậy thực ra cái tình hợp như của cô Thạnh cũng rất phổ biến trong cuộc sống này, và rất tiếc là cũng có hay có tranh chấp giữa những người mà đã được cha mẹ lo cho cái phần trước đây rồi.
và cái phần có người còn sống với trường hợp nhiều của cô thì đúng là hiện nay nó hơi khó khăn trong việc xác định, thì cháu có thể phân tích ở góc độ pháp lý. Đó là trong trường hợp lúc cha mẹ cô mất thì cha mẹ cô vẫn chưa có một cái văn bản tặng cho nào một cách rõ nét ai cả. Chưa có văn bản nào được công chứng chứng thực rõ nét. Cho nên là hiện nay cũng rất nhiều trường hợp tòa án cho rằng cái tài sản này nó vẫn thuộc của cha mẹ khi cha mẹ mất. Và khi cha mẹ mất thì nó là di sản của cha mẹ. Và đối với di sản của cha mẹ thì con được hưởng thừa kế. Con đấy có thể là con trai, con đấy có thể là con gái. Và con đấy có thể là sống hay không sống với cha mẹ. Cho nên trong trường hợp này thực sự nó rất khó, là trong trường hợp đấy khi đã là tài sản của cha mẹ mà chưa cho ai trước khi chết thì nó vẫn là di sản và những người con được yêu cầu chia. Và như vậy cô và những người khác đều là người con, cho nên là khi một khi đã coi là di sản thì những người con khác cũng được yêu cầu chia. Nhưng đúng cái trường hợp của cô trước đây đã có một cái tình huống như cũng nói với cô là chưa phát triển thời án lệ, là tòa án địa phương thì cho rằng cái tài sản này chưa cho cái người sống cùng, người con sống cùng. Nhưng sau này tòa án tối cao thì lên xử tòa án tối cao nói là với cái tình tiết như vậy thì cần phải hiểu được cha mẹ đã lo cho người con khác rồi. Và cái phần mà cha mẹ còn giữ và đang sống với cái người con đang giữ đấy thì cần phải hiểu là các cụ đã cho cái người con cái phần tài sản đấy. Thì đấy là cái mà tòa án làm thôi chứ còn luật nó không quy định cụ thể. Thì liệu tòa án có xử giống như cô xử hay không? Trong cái trường hợp này thì hiện nay nó không là án lệ cho nên nó chưa có tính ràng buộc, nhưng mà cô có thể tham khảo cái ý tưởng đó là gì? Cái tinh thần là cha mẹ đã lo cho những người khác rồi và giữ cái phần đất đấy, đã ngầm hiểu rằng cho cái người sống cùng. Và cái này nó rất phổ biến ở miền Bắc. Có quan điểm cá nhân của cháu là cháu vẫn chia sẻ đó là gì? Là trong trường hợp này nên coi là cha mẹ khi giữ lại cái phần đất mà sống với người con đang sống cùng đã giữ lại để cho cái người đó. Thì có tòa án đã thiếu hướng này, nhưng cũng có tòa án hay không thì nhỉ? Không theo thì đấy là cái mà hơi rủi ro trong pháp luật hiện nay, nó chưa có một cái án lệ nào khẳng định cái nội dung như vậy. Thì đấy là một số cái tư vấn cho cô là thì thôi bây giờ trong cái việc là luật nó chưa rõ ràng, chưa có án lệ thì tốt nhất là gia đình nên rồi nhỉ, nên thỏa thuận được với nhau và cố gắng làm thế nào đó là đấy là gì, mẹ trước khi mất mẹ cũng thể hiện ý chí là gì nhỉ cho cô rồi đúng không, thì cũng nên tôn trọng cái người đã khuất. Và tôi nghĩ là tòa án khuyên, hình như cô nói về tòa án cũng khuyên theo hướng như vậy đúng không? Thì đấy là nó có tình, thì vì là đôi khi trong cuộc sống này cái tình nó cũng rất quan trọng đấy. Nhưng mà tôi lại vừa tàn tật lại vừa cô đơn, mà coi như là mẹ tôi cho tôi thì tất cả mọi người trong dòng họ, kể cả dâu dai đều biết hết, riêng có một người này mình đã chiếm đất rồi nhưng mà còn đòi lấy nữa để chia. Thì đấy là cái ở góc độ pháp luật là nó hơi khó, là nó chưa rõ ràng như vậy, và như vậy nó cần một cái tình, và hy vọng là cái người đó hiểu rằng ý chí của mẹ thực chất đã cho cô đúng không, và nên tôn trọng cả người đã khuất, thì cố gắng là dùng một ai đó để hòa giải cái người đó, thì để cho gia đình đỡ căng thẳng. Chứ còn ra tòa thì hiện nay đúng là nó cũng hơi không rõ ràng về quy định của pháp luật, cho nên nó phụ thuộc vào cái nhận thức của cái người thẩm phán. Chứ riêng quan điểm của cháu, nếu hỏi quan điểm cá nhân mà cháu được ngồi xử là chắc chắn cháu xử theo hướng là cha mẹ đã cho cô rồi, nhưng mà đấy là quan điểm cá nhân của cháu thôi ạ. Thế tôi hỏi luật sư rằng là bây giờ đây lấy lại đất, nếu mà chia lấy lại đất để chia thì người ấy có phải giả không, hay là người ta vẫn cứ chiếm đất lại, người ta lại còn chia nữa? Cái phần mà cha mẹ cô đã cho trước khi cha mẹ cô mất thì nó thuộc về cái người được tặng cho, thì cô không thể lấy lại được. Chứ bây giờ chỉ có một cái phần cô đang sống là đã cho cô chưa hay chưa cho thôi, chứ còn một khi đã cha mẹ cô còn sống đã sang tên cho người con, đã cho con xây dựng thì nó thuộc về những người kia rồi, cô không thể lấy lại được. Dạ, đó là phần tư vấn của chuyên gia ngày hôm nay dành cho thắc mắc của cô Thành ở Hải Phòng. Và sẵn cái câu hỏi này thì chúng tôi cũng muốn nhờ chuyên gia sẽ tư vấn tiếp một cái vấn đề nữa, là theo quy định của luật nhà ở hiện hành thì việc mua bán cho thuê hay là tặng cho nhà thuộc sở hữu chung sẽ được thực hiện thế nào đây ạ? Thì trong trường hợp này luật nhà ở nói rất rõ là trong trường hợp mà như những cái giao dịch như Hoàng Nhân có hỏi, nếu là nhà ở thuộc sở hữu chung thì cần có sự đồng ý của các đồng sở hữu. Dạ, tức là các đồng sở hữu chúng ta phải đồng ý, và cái chuyện đồng ý này được thể hiện qua văn bản đúng không ạ? Thì hiện nay đối với bộ luật nhà ở có khẳng định là ở điều 126 là việc bán nhà ở thuộc sở hữu chung phải có sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu. Còn 130 nói về cho thuê nhà ở thuộc sở hữu là cần sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu. Còn tặng cho thì là đồng ý bằng văn bản của tất cả. Có lúc thì nói đồng ý,
có lúc thì nói là đồng ý bằng văn bản, cho nên nó cũng tùy vào cái giao dịch. Nhưng chắc chắn là cần sự đồng ý thì đấy đó. Còn cái đồng ý đấy được thể bằng văn bản hay hình thức nào thì có lúc thì luật nhà ở như tôi vừa nói đó, đối với tặng cho thì nói là đồng ý bằng gì nhỉ, bằng bản. Nhưng mà đối với trường hợp cho thuê hay là bán nhà ở thì chỉ nói là đồng ý thôi, còn đồng ý dưới hình thức nào thì luật lại không nói rõ. Dạ. Hiện tại thì chúng tôi cũng đã nhận thêm nữa rất nhiều những tương tác của các thành viên trên trang mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn. Bây giờ thì chúng tôi cũng xin được nêu một thắc mắc của một vị khán thính giả tên là Yến Linh đã bình luận như thế này. Cho tôi hỏi là tôi muốn nhờ tư vấn một vấn đề về sang tên sổ hồng chung cư. Tôi mua căn chung cư ở quận Hà Đông, Hà Nội. Căn hộ này đã có sổ hồng đứng tên hai vợ chồng. Tuy nhiên, địa chỉ thường trú trên bìa sổ hồng của anh chồng thì không ghi đúng với tên đăng ký hộ khẩu thường trú của anh. Cho nên là tôi có yêu cầu là bên bán làm thủ tục sửa lại sổ hồng cho đúng thông tin trước đây hay là không? Và nếu có thể sang tên thẳng cho hai vợ chồng được hay không ạ? Thì đã sang tên rồi mà đúng không? Dạ, nhưng mà ý nó là cái phần, cái địa chỉ đó bị sai thì có phần sửa lại thẳng được hay không ạ? Hay là phải qua cái thủ tục nào nữa? Thì cái này thực sự là cái giao dịch mua bán là chắc không gì bàn cãi rồi. Bây giờ sai tên thì cá nhân tôi cũng thực sự là cũng có những ví dụ không như sai tên mà có thể là người ta lúc mua là ở địa chỉ cũ và sau này khi có thì ở một cái địa chỉ mới người ta điều chỉnh ở góc độ hành chính được mà. Dạ. Được chỉ được hành chính được mới. Dạ, là đơn giản đúng không ạ? Thì không vấn đề gì, thực sự là tôi chính là nếu mà có chứng cứ rằng cái địa chỉ nó sai lệch thì yêu cầu điều chỉnh và thậm chí cả sửa đổi chứ nhỉ. Thay đổi địa chỉ người ta còn được nhỉ. Còn cập nhật được mà thì theo tôi trong trường hợp này thì cá nhân tôi thì cũng đã từng làm và phải cũng không vấn đề gì cả. Dạ. Và bây giờ thì với tổng đài 0826 365 365 0827 365 365, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối cùng với một vị thính giả tiếp theo đang sẵn sàng đầu dây bên kia. Dạ alo, Hoàng Nhân cùng với Phó sư tiến sĩ Đỗ Văn Đài, xin chào thính giả. Dạ, dạ nghe. Dạ, xin hỏi cô tên gì ạ? À dạ, tôi tên Võ Thị Hồng Liên. Dạ, cô Liên ở đâu ạ? À dạ ở Gò Công Đông, Tiền Giang. Dạ cô Liên ở Tiền Giang ngày hôm nay sẽ thắc mắc về vấn đề gì trong chủ đề hôm nay? À tôi cũng kính chào Hoàng Nhân và kính chào luật sư. Tôi cũng có thắc mắc về vấn đề hợp đồng đất, về tranh chấp đất. Vấn đề là chủ yếu của tôi là vấn đề đó là tôi có năm 2016 tôi có mua qua đấu giá của thi hành án thành phố Mỹ Tho. Diện tích đất được 423m6 và qua đấu giá tôi là người mua trúng đấu giá, rồi sau đến năm tới kỳ làm giấy cấp giấy quyền sử dụng đất xong là ngày 20 tháng 3 năm 2017, sau đó là bàn giao thi hành án, rồi bàn giao đất là có cơ quan ban ngành nào đi dự hết, thì trong đó tôi đã được bàn giao đất và tiến hành làm sổ đỏ xong. Cho đến khi làm sổ đỏ xong rồi, bàn giao đất xong thì tôi mới được mua miếng đất đó, tôi mới tiến hành làm hàng rào. Thì khi làm hàng rào thì có cái hộ của ông ở khi giáp ranh kế bên. Thì ổng ra, ổng ngăn, ổng nói là đất đó trong 423m6 của tôi, trong đó có 35m5 là đất đường đi công cộng. Tôi không có đồng ý, tôi nói đất tôi mua của đấu giá mà diện tích đã giao đầy đủ, mà bữa khi mua đấu giá ổng giáp ranh, ổng cũng là người ký rồi. Thì bây giờ không có khiếu nại gì hết, nhưng mà bây giờ nói là đất công cộng mà tôi đâu có đồng ý. Thì sau đó hai bên cũng có tranh cãi, thì có nhờ công an phường tới dự. Công an phường tới thì nó giải quyết là nó mời nhờ hai bên đó bây giờ làm đơn ra phường. Thì phường hòa giải không được thì nó chuyển về hồ sơ về tòa án thành phố Mỹ Tho. Và thành phố Mỹ Tho đã hòa giải, thành phố Mỹ Tho ra xét xử thì bảo vệ quyền lợi cho tôi là đúng, là trong 426 là đất đó là đất của cá nhân của cái người bị thi hành án và rồi qua đấu giá kê biên tài sản là đúng, chứ không có 35 mét đó không có phải thuộc đi công cộng. Mà thành phố Mỹ Tho cũng có cái công văn là không thừa nhận đất đó của đi công cộng mà đất đua của cá nhân bị thi hành án. Xong bên kia không đồng ý thì kháng cáo lên phúc thẩm. Thì khi mà án phúc thẩm xử ngày 20, án phúc thẩm xử là ngày 8 tháng 4 năm 2019 thì không có bảo vệ quyền lợi cho tôi mà đã sửa bản án sơ thẩm là 35 mét đất, công nhận 35 mét đất đó là của công cộng, yêu cầu tôi đi chỉnh lý biến động. Rồi như vậy tôi mới không đồng ý bản án đó, thì tôi mới lên trên gửi kháng cáo lên cấp cao ở Cát Lái. Thì 2 năm nay rồi nhưng mà chưa có một trả lời nữa. Tôi đi lên đi xuống trên đó thường xuyên, tại vì đất của mình mua
cái đó là bức xúc của đất của mình mua, của thi hành án bán, coi như nhà nước bán, mà bây giờ nhà nước nói là đất đó là của công cộng, là của nhà nước nữa. Thì như vậy thì cái quyền lợi của tôi nó ở đâu rồi, ai trả tiền lại cho tôi? Tôi là người mua, thiệt thòi cho tôi quá, thành ra tôi có đi lên cắt lái thường xuyên, thì ở trên đó cứ nói là phải đợi, đợi có thể là 5 năm, 10 năm. Có tại vì án trên đây là tới nhiều án lắm, 6, 7 ngàn án trên đây, không biết chừng nào tới mình. Thì như vậy là miếng đất tôi mua mà tôi không được sử dụng, mà bây giờ cho là 5 năm, 10 năm, thì bây giờ tôi muốn là có cái yêu cầu bằng cách nào, để cơ quan nào để xem xét lại dùm cái bản án phúc thẩm này, để trả lại quyền lợi và cái quyền lợi cho tôi, và để cho tôi được giải tỏa cái nỗi bức xúc của tôi. Rồi, cảm ơn cô. Như vậy cô đã mua một cái mảnh đất theo bán đấu giá. Và trong bán đấu giá hiện nay nó đang có một khó khăn liên quan đến 35 m², nó có là đất công hay là đất của cái người phải thi hành án. Thì cái việc xác định đó là của người thi hành án hay là của đất công thì hiện nay cháu cũng không thể trả lời cô được. Bởi vì là nó phải phụ thuộc cái hoàn cảnh cụ thể, thông tin cụ thể về 35 m² đấy. Thì bây giờ là sơ thẩm và phúc thẩm đã có quan điểm trái chiều nhau, thì chúng ta phải đợi cái phương án đó, đợi cái giám đốc thẩm. Thì cô có nói là yêu cầu ai xử lý, thì cô đã đi đúng cái hướng đó. Đó là sơ thẩm ở thành phố, phúc thẩm ở cấp tỉnh. Và bây giờ là cái bước tiếp theo là cô yêu cầu Tòa án Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giám đốc thẩm về cái án này. Và giám đốc thẩm thì bây giờ hiện nay là kháng nghị, thì chắc cô chưa có kháng nghị, thì có hai người, thông thường có hai người được quyền yêu cầu kháng nghị. Đó là chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao hoặc Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh, họ có hai cái thẩm quyền đó. Thì cô gửi đơn cho hai cái người đó để họ xem xét cái khả năng giám đốc thẩm của cô cho cô. Thì hiện nay thực chất là gửi cho hai vị đó, nhưng mà hiện nay kinh nghiệm của thực tế vẫn cho thấy là đôi khi người ta gửi cho cả đại biểu quốc hội để đại biểu quốc hội lại nhờ chuyển sang cái nhà cơ quan có thẩm quyền. Thì đấy là tùy theo cái cách mà cô tiếp cận cái vấn đề. Giả sử Tòa án Nhân dân cấp cao thành phố Hồ Chí Minh sẽ giám đốc thẩm mà cô không hài lòng với cái quyết định giám đốc thẩm đấy, thì cô vẫn còn một cái khả năng xin giám đốc thẩm nữa. Đó là giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Lúc này là Tòa án Nhân dân tối cao ở Hà Nội ấy, thì người ta xem xét giám đốc thẩm lại cái quyết định giám đốc thẩm. Còn cái tình tiết của vụ việc như cô nói, thực sự là cháu cũng không dám trả lời, tại vì là cháu cũng không biết là tình trạng cái 35 m² đấy nguồn gốc nó như thế nào. Thì vẫn có thể là có tranh chấp, thì đấy cho cháu chỉ tư vấn cho cô cái cách thức để cô đi bảo vệ cái quyền lợi của cô mà cô cảm thấy là cô là đúng. Nha. Dạ. À, cô Liên ơi, cho Hoàng Nhân hỏi là cô ở Tiền Giang Gò Công, mà cụ thể là Gò Công nào ạ? Dạ, Gò Công Đông. Gò Công Đông thì hiện tại Hoàng Nhân cũng đang nắm được một cái lịch tiếp xúc cử tri của huyện Gò Công Đông. Đó. Sẽ là chiều ngày 11 tháng 3 sắp tới, và địa chỉ sẽ là ở trung tâm văn hóa xã Kiển Phước. Cô biết chỗ này không ạ? Dạ biết. Dạ, chiều ngày 11 tháng 3 sẽ bắt đầu vào lúc 14 giờ. Thế nên là cô có thể tiếp xúc với đại biểu quốc hội và có thể nêu vấn đề này để cho các cấp chính quyền có thể được thì trả lời trực tiếp cho cô tại đó. Còn không thì mình sẽ chuẩn bị một cái tờ đơn, mình sẽ thông qua đoàn đại biểu quốc hội, mình nhờ giám sát chuyện này cô nhé. Dạ, vậy là chiều ngày 11 tháng 3 là bữa nay là chính tây hả? Còn... Dạ đúng rồi ạ, à. Chiều 11 tháng 3 tại nhà văn hóa, trung tâm văn hóa xã Kiển Phước cô nha. Dạ, dạ, dạ. Dạ là dạ. Đơn vị là huyện Gò Công Đông, thì sẽ tiếp dạ. xúc với cử tri, thì cô có thể chuẩn bị sẵn một tờ đơn. Mình tới đó thì mình dạ. có thể là, mình là cử tri, mình có quyền phát biểu, thì có thể nêu cái vấn đề bức xúc của mình. Cũng nhiều trường hợp là đại biểu quốc hội người ta cũng nhận cái đơn của các chủ các cá nhân và họ chuyển lại cho cơ quan thực hiện. Quốc hội là không giải quyết tranh chấp này chắc chắn rồi đó. Yeah. Nhưng mà yeah. các đại biểu quốc hội thường là truyền tải cái thông điệp của người dân đến cơ quan có thẩm quyền. Ví dụ như họp mấy tranh án đôi khi cũng nói qua mấy tranh án, đôi khi tranh án thúc có khi cũng gì nhỉ, cũng nhanh hơn. Đấy yeah. là chỉ yeah. cách là nhanh hơn thôi, chứ còn là quốc hội chắc chắn là không giải quyết tranh chấp này. Dạ. Yeah. Yeah. Tức là không giải quyết mà sẽ là tiếp nhận cái tiếp nhận và giám sát cô nhé. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà cho tôi hỏi thêm một cái vấn đề này nữa. À, sau khi những bức xúc mà tôi đợi lâu quá thì tôi cũng có tư vấn của bên luật sư thì hướng dẫn cho tôi làm đơn đề nghị gửi ra là chủ nhiệm ủy ban. Thì đấy, đấy cũng là cái cách thức, đấy là cách thức, đấy cũng là cách thức để tiếp cận quốc hội, để quốc hội truyền đạt thông tin. Như ủy ban quốc hội, ủy ban tư pháp quốc hội cũng chỉ là thực hiện cái chức năng giám sát thôi, chứ ủy năng ủy ban tư pháp của quốc hội cũng không giải quyết tranh chấp của cô đâu ạ. Dạ. Dạ. Là cô rõ chưa ạ? Dạ. Chào cô ạ. Xin được cảm ơn cô Liên với thắc mắc vừa rồi. Và thưa quý vị, nếu chúng ta vẫn còn tiếp tục có những thắc mắc về chủ đề ngày hôm nay, thì mời quý vị hãy gọi theo điện thoại đường dây nóng 0826 365 365 và 0827 365 365.
Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình tư vấn luật phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam và trên 365 FM với khung thời gian phát sóng là 9 giờ và 20 giờ mỗi ngày. Bây giờ thì chúng tôi sẽ quay lại chương trình và nêu một thắc mắc từ một vị khách thính giả là cô Linh ở điện thoại có số cuối là 9741 đã gọi theo tổng đài 0826-365-365 và 0827-365-365 nhờ chuyên gia ngày hôm nay là Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Đại sẽ tư vấn giúp. Tức là vợ chồng tôi kết hôn năm 1998, hiện đã có 2 con. Trước khi vợ chồng tôi ra riêng, gia đình nhà chồng tôi có cho chúng tôi một chiếc xe ô tô cũ và một căn nhà tại huyện Bình Chánh. Thời gian đầu chung sống vợ chồng tôi rất hòa thuận và kể từ khi công ty của chồng tôi làm ăn đi xuống thì chồng tôi bắt đầu sa đà vào tệ nạn. Gần đây tôi phát hiện chồng tôi có sử dụng giấy tờ, nhà và xe để cầm cố và lấy cái tiền này để chơi cá độ. Trước đây vì quá tin chồng cho nên tôi đã chỉ để cho một mình người chồng đứng tên các tài sản chung nêu trên. Và tôi muốn hỏi chuyên gia rằng nếu như xe và nhà được đem ra xử lý nợ là tài sản chung của chúng tôi thì tôi có căn cứ để nhờ tòa án can thiệp hay là không? Và trong trường hợp này thì các tài sản trên sẽ bị xử lý toàn bộ hay chỉ là cái phần sở hữu của chồng tôi mà thôi? Thì với cái cách trình bày như của cô thì nó liên quan đến xe và nhà, đúng không? Yeah. Và xe và nhà đấy là của cha mẹ chồng cô cho. Thì đấy là cái mà chúng ta phải thông tin. Và cha mẹ của chồng cô Linh cho cô Linh và chồng cô trong thời kỳ cô đang có hôn nhân với chồng cô. Thì trong trường hợp này không có thông tin gì là cho riêng người chồng thì đó là tài sản chung của vợ chồng. Đó, chúng ta khẳng định đó là tài sản chung của vợ chồng. Và bây giờ là khi là tài sản chung vợ chồng để cho chồng đứng tên, thực ra việc chồng đứng tên trên giấy nó cũng chỉ là một cái cách thức. Chứ còn ở đây quan trọng là chúng ta thấy là tài sản đấy của vợ chồng. Cho nên cái cầm cố này tôi nghĩ rằng chắc chắn không cầm cố ở ngân hàng này. Bởi cầm cố ngân hàng người ta sẽ hỏi ý kiến của cô. Vì trong cái cầm cố hay là thế chấp là chắc là cho không phải là cơ quan, không phải ngân hàng. Cho nên trong trường hợp này đầu tiên là cái xem cái cầm cố nó có hợp pháp hay không. Khi là tài sản chung thì phải mang tài sản đi cầm cố thế chấp thì phải có sự đồng ý của những người này nhỉ, đồng thừa kế. Cho nên trong trường hợp này cháu nghi ngờ rằng cái cầm cố đấy là hợp pháp. Giả sử nó hợp pháp thì cũng xử lý, và không hợp pháp thì nếu mà chồng cô không có tài sản thì cái tài sản của chồng cô cũng phải đi gì nhỉ, sử dụng để trả nợ. Thì cái tài sản đấy là tài sản chung của vợ chồng, và như vậy khi đã tài sản chung của chồng thì cô sẽ có một phần và chồng cô sẽ có một phần. Thì trong trường hợp này nếu có mang tài sản để xử lý chỉ xử lý cái phần của chồng cô thôi, chứ không thể lấy cái tài sản của cô để xử lý được. Đấy nhá, cô một số câu lý. Chỉ còn cái, nhưng mà cái phần của cô được bao nhiêu trong cái phần đấy thì thực sự là về nguyên tắc là vợ chồng mỗi người được một nửa, nhưng mà vẫn có những trường hợp là có cơ sở luật cũng khẳng định là tùy vào cái công sức đóng góp. Mà như trường hợp này, như nó là tài sản là của cha mẹ chồng cô cho cô và cho chồng cô và cô, thì như cái án lệ số 03 tôi đã nói ở phần đầu ấy, là thông thường tòa án theo hướng là cái phần của cái người chồng nhiều hơn phần của người vợ. Yeah. Thì đấy là một số cái tư vấn cho cô, tức là cái phần của cô chắc chắn không thể đem đi xử lý được. Nhưng cái phần của cô là bao nhiêu thì như tôi nói là thông thường là một nửa, nhưng mà trong cái trường hợp đặc biệt như của cô đấy thì lại có nhiều khả năng là phần của người chồng sẽ nhiều hơn. Đó. Đó là phần tư vấn của chuyên gia ngày hôm nay đối với trường hợp của cô Linh. Còn bây giờ thì thông qua tổng đài 0826-365-365 và 0827-365-365, chúng tôi đã nhận được tín hiệu kết nối cùng với vị khách thính giả tiếp theo là anh Nhân ở Bến Tre. Dạ, xin chào anh Nhân ạ. Dạ, chào MC ạ. Dạ, anh ơi, ngày hôm nay với chủ đề của chúng ta là vấn đề về giải quyết cái tài sản chung, sở hữu chung, thì anh có thắc mắc như thế nào đây ạ? À, tôi có vấn đề này, tôi có mua mượn miếng đất là 2.800m² ở Bến Tre. Mà bây giờ tôi muốn bán miếng đất đi, thì có nghĩa đất của tôi có nghĩa là bốn mặt thì giáp với bất động sản liền kề, và hai mặt giáp đường lộ. Mà bây giờ tôi muốn bán miếng đất đi thì hai cái mặt bất động sản liền kề họ không chịu ký cái ký giáp ranh, họ nói họ không ký. Rồi anh nói tiếp đi ạ. À, họ không ký, bây giờ tôi không biết cách nào hết trơn, tôi muốn nhờ luật sư coi như là tư vấn giúp dùm cách nào để coi như tôi mới hoàn thành được cái thủ tục ký giáp ranh ạ. Thực sự cái này nó không liên quan đến cái tài sản chung, cũng không liên quan tới cái nhỉ, giao dịch chắc là sẽ tư vấn cho anh một cái buổi riêng đi anh. Thì, dạ. Nhá. Tại vì nó không có cái tài sản chung nào cả và cũng không có cái giao dịch nào cả, thì chắc là nhờ. Tôi còn một vấn đề nữa. Vâng anh cho này, vâng. Dạ, tôi còn vấn đề nữa là có nghĩa là tôi có mẹ tôi ngoài Hà Nội á, có một căn nhà,
mà bây giờ là tài sản chung á, có nghĩa là hồi đó mẹ tôi được nhà nước coi như phân nhà là coi như là trong gia đình tôi là 4 người con và một mẹ tôi là 5 người, có được được nhà nước cấp một căn nhà hộ 24 m². Sau đến năm 2002 á, có nghĩa nhà nước bán cái qua giá đó, bán có nghĩa là cái nghị định 61 chính phủ á. Thì có nghĩa là sau khi bán á, thì có nghĩa là mẹ tôi không có tiền. Mẹ tôi mới nói tôi là có nghĩa là tôi bỏ tiền ra mua. Đó, thì tôi có đưa tiền cho mẹ tôi mua, rồi bây giờ mẹ tôi lớn tuổi rồi, bây giờ mẹ tôi đã mất trí nhớ rồi. Thì các em tôi với anh tôi bây giờ đòi chia cái tài sản đó, đó mà có nghĩa là nói là tôi không có quyền gì trong nhà đó hết trơn á. Rồi là hóa giá nhà, nhưng mà hóa giá tức là mẹ anh bây giờ còn mở, mẹ anh Nhân giờ còn sống không? Dạ còn, nhưng mà bà ấy mất trí nhớ rồi. Mất trí nhớ rồi. Dạ. Và cái tài sản hóa giá là đứng tên ai nhỉ? Đứng tên mẹ tôi. Mẹ. Như vậy là đứng tên riêng của mẹ anh đúng không? Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, mẹ tôi. Thì đây về vấn đề hóa giá nhà thì không rõ là hóa nhà chỉ cho riêng mẹ. Nếu chỉ cho riêng của mẹ anh thì coi như hiểu cho riêng của mẹ anh thì cái tài sản của đây đó vẫn tài sản của mẹ anh thôi. Dạ, nhưng mà cái số tiền tôi mua khi có giá nhà, số tiền đó tôi đưa cho mẹ tôi và tôi có giấy tờ đàng hoàng. Tôi có giấy có nghĩa là chuyển tiền cho mẹ tôi để mua cái nhà đó. Thì trong trường hợp này, nếu như anh trình bày là anh coi như anh cho mẹ anh vay tiền nôm na như vậy để hóa giá nhà thì dạ, nó là đúng, cái quan đúng là đúng giống nôm na. Đúng theo nôm na là như vậy, và nhưng mà cái dạ, quan hệ là sở hữu nhà là dạ, của mẹ anh. Dạ đúng rồi. Chứ không phải là sở hữu nhà, không phải là của anh, cũng không phải là của những người khác. Cho nên sở hữu dạ, nhà vẫn là của mẹ anh. Thì bây giờ là coi như anh cho mẹ anh vay thôi. Thì coi như là đây là anh mẹ nôm na là mẹ anh nợ anh một khoản tiền. Chứ còn anh vẫn chưa có cái quyền gì đối với căn nhà đó. Thì vì với thông tin như vậy thì mẹ anh được mua. Giấy dạ, tờ vẫn là của mẹ anh. Và chỉ dạ, cấp cho mẹ anh. Anh chỉ người là đưa mẹ anh tiền để mẹ anh làm thủ tục. Thì nếu mà có giấy tờ chứng cứ thì đó là mẹ anh nợ anh tiền. Chứ còn anh chưa có quyền đối với căn nhà. Căn nhà đấy theo tôi chưa thể là coi là tài sản của mẹ anh và anh được. Cho nhưng nên mà là trong mấy anh em tôi thì họ anh em tôi nói là có nghĩa là tôi không có quyền hại gì trong nhà hết trơn. Có nghĩa là quyền hạn thì được sự là bây giờ đúng là quyền hạn nếu như anh trình bày bây giờ là của mẹ anh ấy. Chứ dạ, chưa phải là của anh. Và như vậy đúng là anh cũng không quyền hạn về. Còn sau này mẹ anh quyết định xử lý như nào thì theo cái ý chí của mẹ anh. Mà không may như anh nói là mẹ anh bây giờ không còn trí nhớ nữa. Không may mẹ anh mất thì nó trở thành cái di sản của mẹ anh. Và khi di sản của mẹ anh thì anh và các người nhà anh em được hưởng dạ, cái di sản đó nuôi lại thì chia cái di sản đấy thôi. Anh được quyền nếu mới điều kiện là mẹ anh mất thôi, chứ còn hiện nay theo thông tin anh được hiểu thì đó không phải tài sản chung của mẹ anh và anh cũng như người anh em của anh. Và mà hiện thời bây giờ mẹ tôi mất trí nhớ rồi, bây giờ anh em tôi đòi bán nhà có nghĩa thì không bán được nhà, chắc chắn là không dạ, bán được, tại vì nó tài sản của mẹ anh chứ đâu phải tài sản của các anh. Mà anh em tôi đứng ra coi như đứng ra là ký bán nhà được không ạ? Không phải, anh các anh có là chủ sở hữu đâu mà anh được quyền ký bán. À rồi rồi rồi, nhớ nhớ. Mà, nếu mà nói như vậy thì cứ ai có lẫn tí này người khác đi bán hộ thì chết à? Dạ, trừ dạ, trường hợp trừ trường hợp là các anh yêu cầu tòa án tuyên bố mẹ anh mất năng lực hành vi dân sự thì một trong những người đó sẽ là người giám hộ đại diện cho mẹ anh, nhưng mà đại diện dạ, trong trường hợp này cũng không phải tự tiện nào bán được đâu nhỉ? Dạ, 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 mà tốt nhất là thôi cha mẹ vẫn còn sống thì không nên bán cái tài sản của cha mẹ, tôi khuyên anh. Dạ, dạ. Anh Nhân đã rõ rồi ạ. Dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn luật sư mới nhớ, cảm ơn anh Phi nhiều ạ. Dạ, xin được cảm ơn anh Nhân ở Bến Tre đã có câu hỏi như thế này. Và thưa quý vị, đến đây chúng tôi cũng xin được nói lời chào tạm biệt đến quý vị thính giả lắng nghe chương trình thông qua 365 FM. Và đồng thời chương trình vẫn sẽ tiếp tục trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Mời quý vị có thể xem chương trình tiếp theo, các nội dung câu hỏi cũng rất quan trọng là chủ đề chúng ta sẽ quản lý định đoạt và chúng ta sử dụng cái tài sản chung như thế nào theo quy định của pháp luật hiện hành, với phần tư vấn trực tiếp của chuyên gia ngày hôm nay là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Văn Đại, trưởng khoa luật dân sự của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị có thể xem trên truyền hình Quốc hội hoặc chúng ta có thể xem trên các nền tảng trực tiếp như là fanpage của truyền hình Quốc hội Việt Nam, fanpage của 365 FM, và tổng đài tư vấn vẫn sẽ là 0826 365 365 và 0827 365 365. Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật ở nước ta diễn ra khá phổ biến do người dân chưa hiểu đúng, hiểu đủ những quy định của pháp luật. Nhiều văn bản pháp luật sau khi ban hành phải hủy bỏ vì không phù hợp với thực tế cuộc sống.
Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến giáo dục pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Từ thực tế đó, Truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM thực hiện chương trình tư vấn pháp luật. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam 365 FM, trực tuyến trên website quốc hội tv.vn, tương tác trực tuyến trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn và fanpage 365 FM. Tổng đài đăng ký giao lưu chương trình 0826 365 365 và 0827 365 365. Thưa quý vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình tư vấn luật được phát sóng trực tiếp trên Truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng như trên trang mạng xã hội giao thông quốc gia là 91.com.vn. Chúng ta vẫn có thể theo dõi chương trình trên các nền tảng xã hội khác, mạng xã hội giao thông quốc gia, rồi chúng ta xem livestream trên fanpage của Truyền hình Quốc hội Việt Nam cũng như trên fanpage của 365 FM. Và thưa quý vị, trong khung giờ phát sóng trực tiếp của chúng ta với thời lượng phát sóng của chương trình, quý vị có thể xem vào lúc 9 giờ và 20 giờ mỗi ngày, thì đường dây nóng có thể tư vấn giúp quý vị trong các khung giờ trực tiếp là 0826 365 365 và 0827 365 365. Và thưa quý vị, chủ đề ngày hôm nay là chúng ta sẽ bàn về chủ đề là cách chúng ta lưu ý liên quan đến giao dịch về tài sản chung. Và khách mời tư vấn ngày hôm nay đó là chuyên gia Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Đại, là trưởng khoa luật dân sự của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ thì chúng tôi cũng sẽ dành thời gian để nhờ chuyên gia sẽ tư vấn tiếp theo về một số những thắc mắc của quý vị mà chúng tôi đã cập nhật được trên trang mạng xã hội giao thông. Cái này thì là một thành viên tên là Chi Phương Mỹ có hỏi rằng là tôi đang muốn mua một mảnh đất. Nếu như mà bây giờ tôi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên một mình tôi thôi, sau này bán mảnh đất đó thì có phải xin chữ ký của chồng tôi hay là không? Tức là nôm na chỉ để có chồng đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Xin chữ ký thôi chứ xin không phải ký. Nói là chia hay như thế nào. Thì đây là những trường hợp mà Hoàng Nhân có hỏi tôi là cái căn cứ xác lập quyền sử chung. Thì tôi nói là có 3 cái căn cứ. Một là theo thỏa thuận, hai là theo quy định của pháp luật, ba là theo tổng quán. Dạ. Thì theo quy định của pháp luật hiện nay, tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung, trừ trường hợp chứng minh rằng đó là tài sản riêng, ví dụ như được cho riêng, ví dụ như được tặng cho riêng, hay là những cái tài sản mang tính chất là hoàn toàn thiết yếu cho cá nhân thì là tài sản riêng. Và luật hôn nhân và gia đình có quy định là gì? Trong trường hợp không rõ ràng, không chứng minh được đó là tài sản riêng thì phải suy luận đó là tài sản chung. Đấy đấy là cái quy định của pháp luật. Thì quay lại tình huống như của chị Mỹ, chị nói là chị có chồng và chị mua đất trong thời kỳ chị đang có chồng, rất khó khẳng định đó là tài sản riêng. Mặc dù chị bỏ tiền ra mua nhưng mà không chứng minh chị là có tài sản riêng, thì chị phải chứng minh rằng chị lấy cái tiền riêng, ví dụ cha mẹ cho riêng hay cái gì riêng để mua riêng. Chứ còn nếu chị nói là mang tiền đi mua và đứng tên một mình, chị đứng tên một mình nhưng mà tiền đấy nó vẫn là tiền chung của nhà, của vợ chồng. Cho nên theo quy định hiện nay đó là tài sản chung. Mà một khi đó là tài sản chung thì muốn định đoạt như nói phải có sự đồng ý của những nhà người chồng, người chồng. Và như vậy xin chữ ký chỉ là hình thức để xin đồng ý thôi. Yeah. Thì đấy là cái câu trả lời đơn giản cho chị Mỹ ạ. Yeah. Và bây giờ quay trở lại với tổng đài 0826 365 365 và 0827 365 365. Chúng tôi nhận được tín hiệu kết nối cùng với cô Hoang ở Hải Phòng ạ. Dạ. Vâng ạ. Chương trình xin chào cô ạ. Vâng ạ. Thưa cô, với chủ đề ngày hôm nay thì cô thắc mắc như thế nào đây ạ? Dạ, thưa luật sư, là tôi muốn hỏi này. Bố mẹ tôi kết hôn từ năm 52, được 9 người con. Các con của cụ đã trưởng thành cả rồi. Thế còn cụ bà thì mù 40 năm nay. Thế và cái mảnh đất của cụ là 580m2 thì đã cho cái anh thứ 6 là 216m2, còn lại là 264m2 vẫn là của ông bà cụ. Khi ông cụ chết đi, cụ dặn cụ bà là phần này là của bà, nhà bà ở, đất của bà không được đi với con nào. Thế với điều kiện là ở mấy anh thứ sáu. Thế là từ trước đến giờ. Thế thì trước kia thì tôi cũng không rõ là hai cụ có bìa đỏ không. Nhưng bây giờ cụ bà còn sống là năm 96 là đại trả cấp bìa đỏ. Thì anh ấy khôn ngoan, anh ấy lại đi làm sang tên anh vợ chồng anh ấy. Thế đến bây giờ bà cụ tuổi cao sức yếu thì muốn để lại một phần. Thì con râu cả này nói là nhà bà không cho tôi tí đất cắm dùi nào. Bà cụ bức xúc và ba anh, tức là bà cụ được 4 anh con trai. Thì ba anh vào một phía, thậm chí ông thứ nhì ông còn chửi bà cụ là bà không có nhà, không có đất. Thế bà cụ cũng không biết vơ víu đâu con gái đến đây chồng. Bây giờ bà cụ muốn để lại một nơi nằm cho ở để con cháu đi lại cho nó tự do. Sau đó bà cụ chết thì để nằm nhà thờ cũ. Nhưng anh
út này anh sang tên bìa đỏ rồi, anh cương quyết anh không giả. Thế là đã ra tòa rồi, tòa ra đến thành phố Hải Phòng. Thành phố Hải Phòng xét là bây giờ trường hợp của bà cụ tuổi cao lại mất lòa thì nhờ gửi hồ sơ về huyện, huyện làm thụ lý xong hồ sơ thì sẽ chuyển ra đấy để xử. Thế nhưng đã xử rồi, xử đến lần thứ ba, hai lần họ không ra, đến lần thứ ba là 27 tháng 2, tòa đã tuyên án là bà bắt buộc là vợ chồng ông thứ bảy này phải trả bà cụ nằm 264 m2. Nhưng ông ấy không, vẫn không nghe. Bây giờ ông này đi kiện lại bà cụ lên tòa án tối cao. Thì giờ tôi muốn hỏi là cái phần đất của mẹ tôi đây và của bố tôi thì bây giờ như thế nào, thì nhờ luật sư tư vấn cho chúng tôi. Mà không may mẹ tôi mà không theo kiện được xong cái vụ đất này, mẹ tôi chết đi thì như thế nào, thì xin trả lời cho tôi được biết ạ. Rồi, cháu sẽ hỏi dần dần những thông tin thì mới tư vấn được cô. Thứ nhất là, như vậy là nói là ba mẹ cô kết hôn năm 1952 và đã có một cái mảnh đất, đúng không? Ở thời điểm vâng đó có mảnh đất. Thì chúng ta khẳng định đó là cái mảnh đất đấy thuộc sở hữu chung của mẹ cô và bố cô. Như cô có nói là sau đó là bố mẹ cô đã, khi còn sống là bố mẹ cô đã cho cái anh thứ 6 là 200 này nhỉ? 216 m2. 216 m2, cái phần này là không có tranh chấp đúng không? Không, không ai tranh chấp. Như vậy chỉ có cái phần còn lại thôi đúng không? Vâng. Là 264 này là lúc còn lại là ba, lúc ba chị mất và ba chị còn sống, ba cô còn sống vẫn còn là 264 này. Không, con của cô vẫn còn sống cả. Tất cả còn sống. Vâng. Và chưa cho bất kỳ ai đúng không? Chưa cho kìa, chưa công bố mà cụ ông chết đi là không có một di chúc gì để lại cho anh thứ bảy cả. À. Thế này nó hơi phức tạp nha, cụ ông mất năm bao nhiêu nhỉ chị? Cụ ông mất năm 99 hay 2000 gì đó. Năm 2000, cứ cho năm 2000 đi. Vâng. Rồi như vậy là chị phân tích là như vậy, 264 m2 còn lại đấy, trước khi cho cha cô mất, thì đó là tài sản chung của cha cô và mẹ cô, nha, cái này khẳng định. Mà khi cha cô mất, thì cái phần của cha cô trở thành di sản. Vâng. Giả sử đi, mẹ cô được một nửa và cha cô một nửa, thì trong 264 đấy có một nửa của cha cô, một nửa của mẹ cô. Cái phần của cha cô trở thành di sản. Vâng. Phần của cha cô trở thành di sản thì ai là những người thừa kế của cha cô sẽ được hưởng, đó là mẹ cô và những người anh chị cùng với cô được hưởng. Như vậy tổng cộng là có mấy chị em tất cả nhỉ? 9 chị em. 9 chị em cộng với mẹ cô là 10 người được hưởng cái phần của ông cụ để lại. Yeah. Thì bây giờ muốn định đoạt cái gì là cần có cái sự đồng ý của 10 người đó. Vâng. Thì bây giờ cái người con út đã tự gì nhỉ? Tự sang tên. Đúng không? Chưa có sự ý kiến, không có ý kiến gì của mẹ chị, cũng không có ý kiến gì của 9 người, của 8 người anh chị em còn lại. Thì cái việc sang tên, tức là không có ý kiến của bà cụ và năm cô con gái, nhưng mà còn lại ba anh con trai thôi. Là anh ấy bây giờ này vào bên phía của cái anh út này. Thế đấy, muốn chốt là bây giờ thì cái phần như vậy là cái phần của bà cụ là một nửa của bà cụ là chắc chắn là không có ý kiến của cụ thì không có định đoạt được, không sang tên được. Còn cái phần của cha chị mất ấy là một nửa, nôm na nửa còn lại. Thì 10 người được quyền, thì bây giờ ai được quyền, ai thống nhất cho người con út thì người ta được quyền cái cho cái đó. Còn không ai có thống nhất cả. Không thống nhất nhưng mà chị vừa nói là có mấy người về phe người út mà. Vâng. Thế những cái người về phe người út tức là họ đồng ý cho cái phần của họ thì được. Vâng. Như vậy là đấy. Như vậy là có một phần là người em út được một phần trong cái phần của người cha để lại, giống chị thôi. Vâng. Và như vậy họ được quyền cái phần của đó. Lại có 3-4 người nữa vào hùa với người em út thì cái phần đấy cũng có thể là cho người em út. Còn cái phần của mẹ chị và những người không đồng ý thì không thể sang tên được. Cho nên là chị vẫn được cô, xin lỗi lúc chị cô giọng nó hơi trẻ. Xin lỗi là thì là trong trường này phần của cô, phần mẹ cô và phần những người không đồng ý những người em út thì vẫn được đòi được. Thế sao tòa giải quyết chúng tôi lại không được chia di sản ạ? Thì bây giờ chị yêu cầu chia di sản thì cái phần của đây nhỉ? Phần của cô và phần của những người không đồng ý sẽ được chia, được đòi lại. Còn cái phần của những người, của cậu cầm nút và những người đồng ý thì sẽ chia cho cái người đó. Dạ, thế thưa luật sư, cho tôi hỏi một tí, hôm đã xử rồi. Vâng. Thì là có một cái cô em út nữa, vì cô cũng nghĩ là tình với chị em thôi. Thì luật sư có hỏi tôi là, tức là được sự ủy quyền của bà cụ sang tên tôi và có liên quan nghĩa vụ trong cái vụ án này. Thì tôi nói là bây giờ yêu cầu tòa là giữ nguyên khởi kiện và xử theo pháp luật. Đấy. Thế và khi hỏi tôi đến câu nữa là thế còn về việc chia di sản, nếu là phải chia di sản thì tôi nói là nếu là phải chia di sản thì nếu như được sự thỏa thuận của ông út, còn bằng không thì tôi đề nghị tòa là cấp
chung quyền sử dụng đất cho 6 chị em chúng tôi vào một tên của một bìa. Đấy, thế nhưng cuối cùng tòa tuyên án thì vẫn lại không được. Và của bà cụ vẫn được một nửa thôi. Bây giờ ông ấy đi kiện lên tòa án tối cao cơ. Thế đấy, đó, như phân tích với chị là cụ mẹ chị chắc chắn được một nửa của mẹ chị, bởi vì đó là phần của mẹ chị. Mẹ chị cũng được hưởng một phần do cha mẹ chị để lại, chị cũng được hưởng một phần. Bây giờ xác định cái phần của cha chị được chia thành 10, mẹ chị được một phần, chị được một phần 10. Và như vậy những ai người ta thống nhất cho người em út thì cái phần đấy sẽ chuyển cho người em út. Và như vậy phải yêu cầu chia. Thì bây giờ chị có nói một, chị có nói một cái ý là muốn giữ lại cho 6 người. Như đấy là quan điểm của chị thôi, của cô thôi. Còn bây giờ là theo quy định của pháp luật, một khi đã là di sản, một khi đã là di sản thì những người thừa kế được quyền yêu cầu chia. Và nếu mà cô không muốn chia thì người ta yêu cầu chia, tòa phải chấp nhận cái yêu cầu nếu xác định phần của người đó. Thế bây giờ người ta lại kiện lên tòa án tối cao. Nếu như lên đến thế thì khả năng mà cụ, ví dụ là cụ mà không còn theo được cái vụ kiện này mà cụ qua đời thì cái phần đất này như thế nào ạ? Thì nó vẫn là của cụ thôi, nó trở thành cái phần mà cụ đòi được sẽ trở thành di sản của cụ, lại chia gì nhỉ? Lại chia tiếp. Lại chia lần tiếp chị. Thế là cái phần này lại chia của cụ cũng lại thành chia thành 9 người. Lúc đấy là còn 9 người thôi. Thế là chúng tôi tức là được cả phần của bố và của mẹ. Thì với tư cách là người con thì là được hưởng thừa kế của cha mẹ đấy chị. Vậy là cô rõ là vậy thì bây giờ tóm tắt lại là trong trường hợp này thì với 264 m² để lại của hai vợ chồng, của hai bố mẹ đó. Thì khi mà ông bố mất rồi thì chia làm hai là coi như một người được 132 m. Bà mẹ là chắc chắn được 132 m với tư cách là cá nhân của cụ bà đó. Còn sau đó bà lại được hưởng thừa kế của gì nhỉ? Của ông chồng đó. Và 132 m còn lại của ông chồng chia thì 9 người con với là bà vợ nữa là 10 người, là 10 người, một người được trung bình 13 m². Vậy thì ai mà đồng ý cho anh Út thì cứ cho thôi. Đúng rồi. Rồi còn ai không đồng ý thì mình cứ giữ lại. Rồi sau này lỡ như mà cái vụ kiện này không theo được, bà cụ bà có mất thì 132 m² của bà thì lại tiếp tục thành di sản và chia cho những người con còn lại. Đúng tiếp. 132 cộng cái phần bà được hưởng 1/10 của gì nhỉ? Của trước của, đó nữa. Cái trước đó nữa là trở thành di sản. Và đó cũng chính là phần tư vấn cho việc khách thính giả vừa kết nối chúng tôi, cô Hoang ở Hải Phòng. Vậy thì thời lượng chương trình không còn lại nhiều. Với chủ đề ngày hôm nay là chúng ta cũng sẽ nói đến về tài sản chung. Với tư cách cương vị là người cũng tham gia vào việc là soạn thảo của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Thì chuyên gia của chúng ta sẽ có những cái lưu ý gì để cho quý vị khách thính giả chúng ta cùng quan tâm ạ? Thực sự là như Hoàng Nhân có nói là tôi tham gia vào Bộ Luật Dân sự với tư cách là tổ biên tập. Và khi chỉnh lý quốc dự thảo ở Quốc hội thì Quốc hội cũng mời tôi ra chỉnh lý ở Quốc hội. Thì bộ luật quan hệ dân sự được điều chỉnh chủ yếu bằng bộ luật dân sự. Tuy nhiên như nói với Hoàng Nhân lúc đầu là nó còn những cái nguồn khác, ví dụ như án lệ. Thì án lệ cũng rất quan trọng và chúng ta đã thấy là khai thác mấy cái án lệ sáng nay. Thì án lệ cũng là một cái nguồn rất quan trọng khi chúng ta xử lý các vấn đề về dân sự. Và rất may là tôi là một thành viên của tổ biên tập, thành viên của hội đồng tư vấn án lệ tòa án tối cao, cũng là cái người đề xuất được rất nhiều án lệ của tòa án tỉnh tối cao. Thì chúng ta thấy là đầu tiên là quan tâm đó là có những cái nguồn điều chỉnh, và hiện nay có hai cái nguồn rất quan trọng, đó là bộ luật dân sự và án lệ. Và đối với tài sản chung thì muốn định đoạt nôm na là cần có sự đồng ý của gì nhỉ, của tất cả. Tuy nhiên hiện nay có một cái sự đồng ý đấy thì chúng ta lưu ý là cần sự đồng ý, nhưng mà chứng minh cái sự đồng ý đấy như thế nào nó cũng là một cái vấn đề khó trong thực tiễn. Thì ở đây sáng nay là chúng ta khẳng định là không đồng ý, nhưng có những trường hợp mà ranh giới giữa đồng ý hay không đồng ý nó chưa rõ. Ví dụ như trường hợp chúng ta có cái án lệ số 0304 là chồng mang quyền sử đất chung của vợ chồng đi giao dịch, bà vợ không tham gia vào cái hợp đồng đấy, nhưng mà bà vợ biết chồng mang tài sản đi giao dịch và khi chồng mang tiền về thì vẫn dùng cái tiền đó. Thì án lệ số 04 trong trường hợp này người vợ đã đồng ý và không thể phản đối được cái giao dịch nữa. Tương tự như vậy cũng bàn về tài sản chung vợ chồng, chúng ta có cán lệ số 16. Đó trường hợp mà thừa kế rất chi là phổ biến, là một trong những người thừa kế mang cái di sản đấy định đi bán. Thì di sản lúc này các thừa kế đã đồng ý rồi, nó là tài sản chung mà đi bán. Thì khi đi bán thì cần phải sự đồng ý của tất cả những người thừa kế, nhưng mà lại chỉ có một người bán, 3-4 người khác không tham gia vào cái hợp đồng đấy. Thì cán lệ số 16 nó là gì? Nếu mà những người thừa kế khác biết cái việc bán đó và cũng sử dụng cái tiền bán đấy thì cũng coi như đồng ý nhỉ, đồng ý và không phản đối được. Thì đấy là cần sự đồng ý, như cái cách thức đồng ý như nào thì quý vị có thể lưu ý tới cái án lệ số 04 và án lệ số 16. Án lệ số 04 liên quan đến tài sản chung của vợ chồng, án lệ số 16 liên quan đến tài sản
của là di sản. Thì những cái án lệ này quý vị có thể xem cái mục bình luận án lệ trên mạng thì hoàn toàn có thể có những cái thông tin. Và đấy, như vậy là cần cái sự đồng ý. Và nếu mà có một cái thông tin nữa rất quan trọng nữa Hoàng Nhân, khi một người mang tài sản chung đi giao dịch ấy, mà không có sự đồng ý của người còn lại ấy, thì hệ quả là gì? Thì đúng là từ sáng đến nay chưa thì nhỉ, chưa ai hỏi và cũng chưa thấy Hoàng Nhân hỏi. Thì báo cáo là cái này cũng tương đối phức tạp. Nếu mà là tài sản là di sản mà một người mang đi định đoạt mà không có sự đồng ý của những người thừa kế khác, thì xu hướng hiện nay tòa án tối cao theo hướng là vô hiệu ở phần, vô hiệu của cái phần của người không đồng ý. Nhưng mà giả sử có 3 người thừa kế, một người bán tất cả mà có 2 người kia không đồng ý thì cái hợp đồng sẽ vô hiệu 2/3. Yeah. Còn 1/3 vẫn có hiệu lực khi cái tài sản đấy có thể phân chia được. Nhưng mà đối với tài sản của vợ chồng thì thực sự hiện nay là rất lấn cấn. Tức là vợ mang đi bán mà chồng không thì nhỉ, đồng ý. Hoặc ngược lại, vợ chồng đi bán mà vợ không đồng ý thì chắc chắn, tức là thiếu cái sự đồng ý của một người, thì hệ quả là gì? Thì là vô hiệu. Nhưng là vô hiệu một phần, tức là phần của người không đồng ý, hay là vô hiệu toàn bộ cái hợp đồng đấy. Thì thực sự hiện nay với tư cách là cái người tham gia rất nhiều vào hoạt động của tòa án tối cao và đã lắng nghe những ý kiến của các thành viên của hội đồng thẩm phán tòa án nhân tối cao, thì đây là cái mảng mà hiện nay thực sự chưa rõ ràng. Lúc thì tòa án tuyên bố vô hiệu toàn bộ luôn, phần của người tham gia hay phần không người tham gia, nhưng lúc có tòa án thì lại tuyên bố vô hiệu một rồi nhỉ, một phần. Còn cái trường hợp của hộ gia đình ấy, hiện nay là tài sản của hộ gia đình cũng là tài sản chung, cũng rất phổ biến, thì cũng đã gặp những trường hợp là chỉ một người cha hoặc là người mẹ mang cái tài sản đi bán mà không có ý kiến của các thành viên khác. Và như vậy đây cũng là trường hợp vô hiệu. Như vô hiệu một phần hay toàn phần thì đúng là luật này cũng không có quy định. Và vừa rồi tôi có đề xuất một cái dự thảo án lệ vẫn chưa được công bố, là nếu mà không có thỏa thuận gì của những người trong hộ gia đình thì phần của từng người là sở hữu chung theo phần. Và khi đã sở hữu chung theo phần thì những người chỉ là vô hiệu một phần thôi, cái người không tham, cái phần của cái người không tham gia thôi. Nhưng mà đấy cũng chỉ là cái dự thảo án lệ mà tôi đề xuất, chưa được chính thức trở thành án lệ. Thì đấy là một số cái lưu ý liên quan đến tài sản chung khi đem đi giao dịch. Và tốt nhất là có cái sự đồng ý của tất cả những người, và như vậy mới an toàn được. Cảm ơn phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia chúng ta. Thưa quý vị, đó là những phần tư vấn cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay, với sự chia sẻ tư vấn trực tiếp từ Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Văn Đại, là trưởng khoa luật dân sự của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, với chủ đề đó là những lưu ý liên quan đến giao dịch tài sản chung. Và trong chương trình trực tiếp số tiếp theo lúc 9 giờ sáng ngày thứ năm, chúng tôi sẽ thực hiện với chủ đề là bồi thường tái định cư. Rất mong quý vị sẽ cùng theo dõi. Và bây giờ thì mời quý vị sẽ tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Trong đời sống xã hội, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, vừa là công cụ quản lý nhà nước hữu hiệu, vừa tạo hành lang pháp lý an toàn, tin cậy, thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội. Nhưng hiện nay, tình trạng vi phạm pháp luật ở nước ta diễn ra khá phổ biến, do người dân chưa hiểu đúng, hiểu đủ những quy định của pháp luật. Nhiều văn bản pháp luật sau khi ban hành phải hủy bỏ vì không phù hợp với thực tế cuộc sống. Việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật vào cuộc sống trở thành yêu cầu cấp thiết, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả với nhiều hình thức, biện pháp phù hợp. Từ thực tế đó, truyền hình Quốc hội Việt Nam và 365 FM thực hiện chương trình tư vấn pháp luật. Chương trình được phát sóng trực tiếp trên truyền hình Quốc hội Việt Nam 365 FM. Trực tuyến trên website quốc hội tv.vn, tương tác trực tuyến trên mạng xã hội giao thông quốc gia 91.com.vn và fanpage 365 FM. Tổng đài đăng ký giao lưu chương trình 0826 365 365 và 0827 365 365.